Hello, it's me, Mario. Welcome back to my channel. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì channel của mình là một channel nói về chuyện vui buồn của một du học sinh đang sống và làm việc tiếp tục ở Mỹ. It's me. Thì hôm nay mình làm một cái video nó không có liên quan những cái chuyện vui buồn của mình lắm. Đó là việc mà mình sẽ review cái con máy mà mình đang ghi hình cho các bạn xem đây. Đó chính là con máy Sony AX100 Mark 7 mà mình mới mua và unbox nó tuần trước. Mình có một cái video unbox ở phía trên, nếu các bạn chưa xem thì nhấn vào đây xem nha các bạn. Sau một tuần mà mình trải nghiệm, nói thiệt các bạn là mình đi đâu mình cũng mang nó theo hết. Trước tiên thì mình sẽ điểm qua những cái ưu điểm của con máy này. Điểm đầu tiên mà mình muốn nói đến con máy này đó chính là quá nhỏ gọn các bạn. Thậm chí nó còn nhỏ hơn cả cái con iPhone 7 của mình nữa các bạn. Và cái việc mà các bạn có thể dễ dàng bỏ nó vào túi và mang đi bất kỳ đâu mà các bạn đi, như đi du lịch, đi học, đi đâu cũng được hết, đi cả đi vệ sinh các bạn cũng mang theo được, bỏ cho túi và đi thôi, quá nhỏ gọn, tiện lợi. Cái điều mà làm nên tên tuổi của con Sony RX100 Mark 7 này đó chính là nó đã có tích hợp cái cổng để cắm cái jack microphone vào các bạn. Đối với những dòng trước thì không hề có và rất rất nhiều người phàn nàn về cái vấn đề đó, về việc là chất lượng hình ảnh rất là tốt nhưng mà cuối cùng thì cái audio khi mà về edit thì nó sẽ bị cái wind noise và điều đó thì không tốt tí xíu nào các bạn. Thì việc mà nó đã có tích hợp cái cổng để cắm cái mic vào là một bước tiến không hề nhỏ, một điểm cộng vô cùng lớn. Ngoài ra thì cái mic mặc định của con Sony RX100 Mark 7 này nó cũng đã rất là tốt rồi các bạn. Thì nếu mà các bạn không phải đi ra những cái môi trường bên ngoài có gió, có những cái tạp âm và mà các bạn quay ở những cái môi trường ở bên trong thì cái mic của nó đã rất rất là tốt rồi các bạn. Về cái việc mà màn hình của nó có thể lật 180 độ cũng như là có thể gập xuống để cho các bạn có thể quay những góc cao như thì không còn bàn cãi gì nữa, nó quá tuyệt vời rồi các bạn. Như là mình đang coi trên iPad, điện thoại hoặc là trên laptop của mình vậy các bạn. Rất tuyệt. Bây giờ mình sẽ nói về cái lens của con máy này các bạn. Thì tiêu cự của nó là 24 cho đến 200mm. Thì thực sự là đối với một con máy compact nhỏ hơn cả con iPhone 7 mà nó có thể có cái lens như vậy là thực sự quá khủng khiếp luôn các bạn. Nếu các bạn mà đã xài qua những con máy DSLR mà các bạn muốn có những cái tiêu cự cao như vậy thì nó phải tầm to này trở lên, khiếp lắm và vô cùng nặng nè. Và đối với một vlogger giống như mình thì cái lens, cái tiêu cự 24 là một cái điểm cộng rất là lớn. Tại vì hồi trước mà mình, như các bạn có xem những cái vlog của mình thì cái lens của con của iPhone 7 này nó không đủ rộng các bạn. Nó không show được cái background rộng được như thế này cho mọi người xem các bạn. Này các bạn thấy không? Mình giang tay ra như vậy mà cũng khá là tốt. Ok, good. Bên cạnh đó là khả năng zoom của nó các bạn. Thì các dòng Sony nó có một cái đặc điểm là các bạn có thể tùy chỉnh được cái tốc độ zoom. Thì bình thường thì mình cũng chỉnh là cái tốc độ zoom bình thường thôi chứ mình không cần phải chỉnh nó zoom quá nhanh các bạn. Một điểm mà mình khá lưu ý đó là tại vì mình quay hay quay phim á các bạn, nên là cái tiếng động mà khi bạn zoom nó cũng khá là được mình chú ý. Thì đối với con máy này khi mà mình vừa quay mình vừa zoom thì gần như cái tiếng động của nó cũng không hề có. Tức là nó có nhưng mà nó không hề đáng kể và nó không làm ảnh hưởng đến cái việc mà các bạn ghi hình. Mình là một đứa rất hay coi là cái những cái footage, những cái tấm ảnh mà mình đã chụp, đã ghi được lại. Mình cứ ngồi rảnh thì mình lại lục rồi mình coi để coi nó có tốt chưa hay gì á. Thì đối với những con máy hồi trước mình hay chụp thì những con máy DSLR đó thì mỗi lần muốn coi lại phải mở nó lên xong rồi vô library mới coi được. Nhưng mà đối với con máy này không cần các bạn. Các bạn chỉ cần đang vậy, các bạn chỉ cần bấm vào cái hình cái nút library là các bạn có thể xem được luôn rồi, không cần phải mở máy lên. Quá tiện lợi. Một điều nữa mà thực sự là mình nghĩ là cũng có khá là nhiều người quan tâm, đó chính là việc con máy này quay 4K như thế nào. Đối với bản thân mình thì mình cũng không quá coi trọng cái việc quay 4K như thế nào, nhưng mà đối với một con máy có thể quay 4K được và cái thời lượng nó quay được trong bao lâu thì nó cũng có thể đánh giá được là con máy đó có mạnh hay không các bạn. Thì các bạn có thể thấy đó là ảnh vẫn không bị crop, rất là good. Và ở chế độ 4K này thì cái steady vẫn khá là tốt các bạn, đi lại này mà cái steady vẫn rất là very good. Thì có một số người nói là con máy này nếu mà quay 4K thì chỉ được khoảng
quẹt 5 phút. Nhưng mà thật ra thì cái điều đó không đúng các bạn. Nếu các bạn vào cái chế độ chỉnh cái temperature, cái nhiệt độ của máy á, nếu các bạn để ở chế độ mặc định standard thì nó sẽ khoảng 5 phút thật. Nhưng mà nếu các bạn để ở cái mức 2 á, thì nó có thể quay tới nửa tiếng các bạn. Khả năng tracking và focus con máy Sony này thì nó khá nổi tiếng về cái lĩnh vực này, cái khả năng này rồi các bạn, mình cũng không có bàn cãi gì nhiều lắm. Nhưng mà thật sự mà nói thì đôi lúc, thậm chí là những cái lúc mà mình đang ghi hình như thế này các bạn, thì đôi lúc nó cũng bị out of focus cái mặt của mình, mặc dù cái mặt mình nó đang bự chình dình như vậy nè các bạn, nhưng mà nó vẫn bị out of focus. Mình không thể hiểu được là tại sao nó lại như vậy. Thì mình phải chỉnh nó chút xíu lại, nó mới focus lại. Mình cũng không rõ nữa, hay là kiểu mặt mình nó không còn giống mặt người nữa các bạn, nên là nó bị out nét. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái khả năng chống rung của nó các bạn. Thì sở dĩ cái lý do mình chắc bóp để mua cái con máy này, bởi vì mình không muốn đi đâu mình cũng phải mang theo cái gimbal khủng khiếp như thế này các bạn. Thực sự là cái con gimbal này thì nó không có gì mà bẻ bàn cãi, nó quá tuyệt vời rồi. Chỉ có một điều là nó nặng và nó cồng kềnh thôi. Cái chế độ mình đang để là active thôi các bạn. Đi cũng mượt mà hả các bạn. Giờ mình thử chạy cái nha. Bây giờ mình đang quay ở chế độ Intelligent Steady, chống rung ở mức cao nhất các bạn. Thì đi như vậy thì chắc chắn là không thấy gì rồi, quá mượt mà. Giờ mình thử chạy nha các bạn. Tiếp đến mình sẽ nói về cái khả năng quay high frame của con máy này. Thì thực sự đối với con máy, nó có một con ruồi xung quanh này các bạn, mình bực quá, nện cho nó một trận không ta. Một trong những điểm mà mình đánh giá là con máy này được cải tiến theo thời đại, đó chính là khi mà các bạn quay phim hoặc chụp hình dọc cái con máy ra thì những bức ảnh và phim của video của các bạn nó cũng sẽ tự động chuyển dọc lại các bạn. Ok, trở lại nào, bây giờ mình sẽ nói đến khuyết điểm. Thì sau khi một tuần trải nghiệm thì mình chỉ thấy một thứ mà mình cực kỳ không thích ở con máy này, đó chính là nó không có cái ND filter ở bên trong cái lens thôi. Nó không có cái ND filter nên là khi các bạn ra ngoài nắng như thế này là, thì nó sẽ bị expose, nó bị bể, bị chói sáng quá. Đó các bạn thấy không? Rất là chói nắng. Nếu các bạn ra ngoài nắng như thế này, và đối với các bạn đi cái dòng compact này thì dĩ nhiên các bạn đi du lịch nhiều thì sẽ không tránh khỏi cái chuyện các bạn đi ra ngoài nắng rồi. Nên là một trong những cái tip, thì khi bạn quay phim đi thì các bạn phải tuân theo cái quy tắc là nhân đôi lên. Đối với số frame ảnh thì các bạn sẽ nhân đôi lên được cái shutter speed. Thì nếu mà trong điều kiện này thì các bạn phải phá cái quy luật đó đi. Thì hiện tại là mình đang quay 60 frame, thì shutter speed của mình là khoảng 125. Thì bây giờ mình phải thay đổi nó đi thì nó mới bớt sáng đi được. Để đó các bạn thấy không? Thì khi mình chỉnh cái shutter speed cao lên thì nó sẽ bị đỡ cháy sáng. Ok, bây giờ mình sẽ đem con máy này ra ngoài và vlog thử cho các bạn xem nhé. Thử coi con máy này đem ra ngoài vlog thì nó sẽ kinh điển như thế nào. Bây giờ hãy cùng đón xem. Thì bây giờ mình đang đi đến một cái điểm để nhìn toàn, một cái điểm cao để nhìn toàn cảnh cái khu vực mình đang sống. Thì bây giờ mình đang đi với Darren. Hello. Thì Darren là một người bạn của mình. Thì làm sao mình biết được anh ấy? Thì đó là một câu chuyện khá là hấp dẫn sau đó. Và hôm nay thì mình sẽ đi chơi và test thử con máy này cho các bạn xem nha. Yeah,
pictures in the morning and question. Yeah. And okay, bây giờ sẽ tới lượt mình bay con drone. Đây là con drone của mình các bạn. Đó là những cái mình thấy ở con máy Sony RX100M7 này qua một tuần trải nghiệm liên tục. Thì còn các bạn thì sao? Các bạn thấy là con máy này có đáng với cái số tiền khoảng hơn 30 triệu bỏ ra hay không? Còn với bản thân mình thì mình sự rất thích con máy này. Tại vì mình là một người hay đi, rất là mình thích đi. Hiện tại là mình chưa có đi nhiều mà mình rất là thích đi. Và mình rất thích quay phim lại. Nên một máy nhỏ gọn và có khả năng ghi hình siêu đỉnh như thế này thôi, không còn gì các bạn cảm thấy rồi. Bây giờ mình xin kết thúc cái video này ở đây. Thì nếu các bạn thấy hay thì nhấn like and subscribe. Bên cạnh nút subscribe nó có một cái chuông nhỏ, thì các bạn nhấn vào cái chuông này để nhận được notification mỗi khi mình ra những video mới. Rất cảm ơn các bạn một lần nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đón xem cái video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.